Đầu bếp Quốc Nghị và Minh Tuấn xin được chào đón toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Chương trình được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Chào Quốc Nghị. Chào Minh Tuấn. Hôm bữa Minh Tuấn làm chương trình ở dưới Tiền Giang á, Minh Tuấn có được đãi một cái món ăn rất là ngon. Cái món đó là món gỏi nè, chúng ta có thịt cua nè, có khế chua nè, rồi có thêm chuối chát nữa. Vì là ngon quá đó cho nên là hôm nay Minh Tuấn mua sẵn hết rồi. Có khế rồi, có luôn cả chuối rồi, có luôn cả cua luôn rồi. Không biết là Quốc Nghị có thể giúp Minh Tuấn làm cái món giống giống gì để ăn cho nó đỡ thèm được không? Chà, chuẩn bị hết rồi ha. Tất nhiên rồi. Nếu Minh Tuấn đã thử thách á thì Quốc Nghị sẽ cố gắng thực hiện một món ăn có đầy đủ 3 nguyên liệu. Tất nhiên nó sẽ không giống 100% so với món ăn mà Minh Tuấn đã thưởng thức đâu. Nhưng Quốc Nghị sẽ đảm bảo rất là ngon và cực kỳ dễ làm. Vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng vào bếp để thực hiện món ăn có tên gọi là gỏi cua. Để thực hiện món gỏi cua, chúng ta cần chuẩn bị các nguyên liệu sau: thịt cua, thịt ba rọi, chuối chát, hành tây, khế, cà rốt cá sự, rau diếp cá, rau răm, mè rang, tỏi băm, ớt sừng cá sự, hành phi, ớt băm, một số gia vị thông thường và giấm gạo lên men của Ajinomoto. Về phần thịt cua, Quốc Nghị sẽ chần qua nước sôi, và trong nước sôi Quốc Nghị có cho một ít rượu trắng vào. Quốc Nghị sẽ dội qua nước sôi có một ít rượu trắng trong đó để khử một phần mùi tanh của thịt cua. Quốc Nghị sẽ cho phần thịt cua ra tô. Tiếp theo chúng ta sẽ luộc cái phần thịt ba rọi. Cho vào đây nửa muỗng cà phê hạt nêm Ajingon heo. Quốc Nghị sẽ cho thịt ba rọi vào. Đối với phần hành tây, chúng ta sẽ cắt lát mỏng như thế này. Chúng ta sẽ ngâm qua nước lạnh nha Minh Tuấn nha. Chuối chát chúng ta sẽ cắt ra thành những cái sợi nhỏ. Cái phần chuối chát Quốc Nghị sẽ ngâm qua nước, có một ít nước cốt chanh vào đó để cho chuối nó không bị thâm và bớt chát đi. Khế Quốc Nghị cũng sẽ cắt sợi. Chúng ta nên cho một ít muối vào trong khế nè. Ngâm cái phần cà rốt cá sợi này qua nước muối. Phần rau diếp cá Quốc Nghị sẽ cắt đôi. Phần rau răm cũng thế. Phần thịt ba rọi chúng ta đã nguội á, Quốc Nghị sẽ cắt sợi ra. Chúng ta sẽ cho một cái chảo lên bếp. Cho vào đây một ít dầu ăn. Hình như là lúc này mình sẽ xào thịt cua với lại là cả cái phần thịt ba rọi đúng không Nghị? Minh Tuấn và quý vị khán giả lưu ý, chần và xào thịt cua giúp cho thịt cua khử hoàn toàn mùi tanh và thơm hơn. Dầu đã nóng á, Quý Nghị sẽ cho tỏi vào đây. Tiếp tục là ba rọi. Tiếp theo là thịt cua. Thịt cua chúng ta nên xào nhanh để tránh bị nát nha Minh Tuấn. Rồi. Minh Tuấn và quý vị khán giả lưu ý, chúng ta nên để thịt ba rọi và thịt cua thật là nguội trước khi trộn vào rau để giúp cho rau giòn và tươi xanh hơn. Quý Nghị sẽ làm phần nước trộn gỏi. Cho vào đây 4 muỗng canh giấm gạo lên men của Ajinomoto, 4 muỗng canh đường, 3 muỗng canh nước mắm, nửa muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto, 1/4 muỗng cà phê muối. Khuấy đều lên. Minh Tuấn và quý vị khán giả lưu ý, chúng ta nên nấu cô đặc nước trộn gỏi giúp cho nước trộn dễ thấm và bám vào nguyên liệu. Chúng ta sẽ cho phần nước mắm cô đặc này ra chén. Nước trộn gỏi chúng ta đã nguội á thì Quốc Nghị sẽ cho phần tỏi băm và ớt băm vào. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện trộn gỏi. Thì cái phần rau á, Quốc Nghị đã vắt ráo nước như thế này. Chúng ta sẽ cho vào tô. Sau đó thì mình sẽ cho là tiếp đó là thịt cua, ba rọi và cả ba rọi luôn. Ớt sừng cắt sợi, mè rang. Và cuối cùng là phần nước trộn gỏi. Quốc Nghị sẽ trộn đều nhẹ tay. Chúng ta sẽ cho cái phần gỏi ra đĩa. Chúng ta sẽ cho một ít hành phi lên trên gỏi. Một ít ớt sừng thái sợi lên nè. Wow, quá là đẹp mắt luôn. Như vậy là món ăn của chúng ta đã hoàn thành. Quốc Nghị đã chuẩn bị sẵn một phần cho Minh Tuấn nè. Rồi, cảm ơn Quốc Nghị. Đây là một cái món gỏi mà cái phần sốt xuất sắc, cực kỳ tuyệt vời, vừa ăn cay nhẹ nhẹ. Và đặc biệt là khi mà dùng giấm gạo lên men của Ajinomoto thì nó có một cái vị thanh, nó hài hòa với nhau. Bên cạnh đó khi mà mình thử những cái phần rau khác, đặc biệt là có rau dắp cá, nó tạo ra một cái mùi rất là thơm. Chuối á, thì nó hơi chát chát nhẹ thôi, khế thì tạo vị chua. Và đặc biệt đó là cái phần thịt ba rọi thì nó tạo độ béo, còn phần cua thì nó vẫn giữ được cái độ tươi ngon của nó. Tất cả mọi thứ nó cứ hòa lại với nhau và nó làm cho mình muốn ăn liên tục đối với lại cái món này. Cảm ơn Quốc Nghị rất là nhiều đã mang đến một cái món ăn mà ngon hơn cả mong đợi của Minh Tuấn luôn. Quốc Nghị xin chúc quý vị khán giả thực hiện thành công với món ăn ngày hôm nay. Đến đây thì đầu bếp Quốc Nghị và Minh Tuấn xin được nói lời chào tạm biệt đến toàn thể quý vị. Chúng ta sẽ còn gặp nhau trong những chương trình tiếp theo của Món Ngon Mỗi Ngày.